nhất là xin cảm ơn Hải Dương và cảm ơn trường doanh nhân PR và là trường Rolls Royce. Thì tôi lần đầu tiên đi học mà được có quà. Thì trước tôi đi học thì nhiều nhưng mà toàn bị phạt là chính thôi. Thời bao cấp mà các thầy toàn phạt này, thầy cho quà thì là thầy làm cho tôi cảm động. Và lúc đấy có một bạn phỏng vấn tôi là cái cảm hứng nào mà chú đi học mà cũng chả có cái gì, chú suy nghĩ đơn giản là chú thích thầy Dương thế thôi. Thứ hai là khai phá cái não của tôi ra, não nó hơi là dùng từ ngu cùng lúc như rồi ông chí. Thế là bây giờ tôi phải đi học và để cảm hứng cho con cháu, đấy là mục đích của tôi. Thì bản chất nó rất rẻ. Vì mày học thần dương, mày mua được kiến thức. Mày mua được tính hiện đại kiến thức. Mày mua được tính bề rộng kiến thức. Mày mua được động lực để mày hoạt động. Phải riêng từ động lực là chất lượng. Phải chứ à? Mày mua được tính hệ thống hóa của kiến thức. Không thằng nào ở cái đất Việt Nam này dạy được cả bốn mặt trận: tài chính, sản phẩm, khách hàng và toàn bộ nền tảng. Có những dạy con chỉ dạy được mỗi chữ nhân sự thôi, dạy từ đầu chính cuối đúng đến tài chính là đại ca con làm sao kiến thức ta bán cho mày kiến thức hệ thống. Vậy thì các bạn đọc đóng chi phí rất quan trọng. Tôi nói thật cái chị tổng đóng giá đó vì đấy là chuyện của nó, nhưng tôi giả sử các chị đóng gấp đôi đi các chị ạ. À, cái người học người ta khôn lắm, người ta sẽ mua mầm so với giá của lớp kia cũng hai ngày bằng một nửa, nhưng thật ra chọn gói thì cái giá của cái lũ kia đắt gấp đôi. Tôi nói thật các chị, vì các chị nhận được ở tôi có bốn. Người tiêu dùng người ta khôn lắm, phải đừng có gạo về giá rẻ nữa các bạn à. Ta mua cái đồ của mày, cái đôi dép rẻ rẻ xuống sân bay bánh trắng toàn cái lũ đi đoạt với tôi sang Anh, sang kia khí hậu là ẩm. À, xin lỗi, nó khô mà nó lạnh, cái keo nó chỉ dính ở đây thôi, xuống sân bay nhất cao gót 12 phân rời một chỗ. Mày thích rẻ à? Mày chết rồi con. Cho nên là các chị thấy rằng là nó chuyển cái chữ giá thành chữ chi phí. Bây giờ đến cái kênh nó gọi là phân phối. Bây giờ bố mày cần là chữ tiện lợi chứ không phải kênh. Kênh của mày đến tận nhà, kênh của mày là tập trung ở hàng thiết. Mặt tiền, không. Bố mày muốn thế này này, bố mày vừa học, bố mày vừa ăn, mày làm thế nào kể này. Cái gì à, tao cần tiện lợi, chứ tao không cần kênh thuận tiện nữa. Cái gì à? Cái hành vi mà tao xài cái đồ ấy. Thành ra là các con rời giám đốc mà bây giờ học nửa vời. Tự nhiên vào ngang hông đọc được cái đoạn này. Tôi mà như nó tôi phải áp dụng này. Lật các phòng bạn, mày không đạt cái này tao bùi mày. Đằng này cứ dẻo mỏ nói trên tivi nó linh tinh. Và khâu cuối cùng đó là quảng cáo. Thì ở 2.0, tức là thập niên 80 nhé, thì người ta đã thay nó bằng giao tiếp rồi. Thì nó khác nhau chỗ nào? Phải chứ à? Quảng cáo được hiểu là một quá trình vô hồn. Nó không có hồn. Mày cứ ngồi mày dụ người ta, vô hồn. Còn giao tiếp nó chính là quảng cáo. Nhưng mà nó là quảng cáo nhưng mà có cảm xúc. Cho nên cái hình thái của nó phần sau chúng ta sẽ học ngày mai. Nó cũng là chữ quảng cáo nhưng mà quảng cáo có cảm xúc. Tức là nó thông qua một câu chuyện có thật, một minh chứng có thật. Cho nên cái hành vi marketing nó chuyển sản phẩm sang tổng cộng, nó chuyển giá thành là giảm chi phí cho người ta nếu xét là chọn gói. Nó đưa phân phối sang hành vi tiện lợi
Vì lúc này kênh không còn ý nghĩa nữa. Nó alo cái nó mang tận giường, nhưng mà cầm ở trên giường có ăn được ở trên giường không? Tiếp theo nó là quảng cáo, vẫn là quảng cáo, nhưng mà rất rất tiếc là dễ nhầm, cho nên nó quảng cáo biến thành giao tiếp. Giao tiếp vẫn là quảng cáo, nhưng nó là đối thoại, nó là có hồn để người ta bán được cái cảm xúc. Các bạn ạ, nó rẻ. Thuyết minh về 2.0 là như vậy. Như vậy kết luận lại của 2.0 là sự thỏa mãn của khách hàng, cho nên là sản phẩm biến thành khách hàng. Vứt cái sản phẩm đi, tôi nói lần thứ ba, sự thỏa mãn đối với người khách đóng vai trò quyết định thành bại của doanh nghiệp. Mà thằng nào cũng ra giả câu đó, nhưng mồm nó nói tay nó không làm, vì nó đã hiểu nhu cầu của khách là cái gì. Các chị ạ, và từ đó nó quyết định cái hành vi. Mồm thì nói về khách, nhưng suốt ngày chỉ từ cắm đầu vào sản phẩm, mà bất biết sản phẩm ấy có ăn với khách không. Cứ cắm đầu vào giá, mua xong mới thấy ta đi đường hút mà nó vỡ cái gót ở sân bay London thì toàn bộ thương hiệu về mò, toàn bộ tất cả chết hết. Cái chi phí chạy quá lớn. Thế nhé, thành bại doanh nghiệp. Do đó thời đại 2.0 là thời đại thằng thắng thuộc về thằng nào hiểu khách hàng hơn. Nghe chưa? Hiểu khách hàng được hiểu bởi hai yếu tố. Một là hiểu nhu cầu. Hai là hiểu hành vi người tiêu dùng. Nhu cầu là cái áo trắng, mà cái hành vi nó lại mua áo đỏ, vì trào lưu nó là áo đỏ. Bây giờ nó cứ lên giải thích sao người ta điên à. Cứ mua chứng khoán là thắng, lại lặp lại thời 2008, mà toàn trẻ danh nhảy vào. Mày đừng giải thích, thị trường luôn có lý, giá luôn đúng. Chỉ có cái lũ chúng mày là ngu xuẩn. Giá nó phản ánh chính xác tất cả các biến ở trong nền kinh tế tại thời điểm đó. Giá đúng chứ không thằng chuyên gia nào đó nói mình đúng cả. Chỉ có điều cái giá đó nó đang phản ánh nhu cầu hay nó phản ánh hành vi. Hành vi là tâm lý, mà nhu cầu thì là sinh lý, tức là lý trí. Còn cái này là tâm lý, cái này lý trí. Mày dùng lý trí nhà mày, cả đời nhà mày có dám mua cái này đâu, ngoài việc mua bán đun cầm dương. Thằng chuyên gia, mày dùng cái tâm khảm ấy, mày đi giải thích cái thằng thanh niên 8X à, 9X à, và 20X à, sao mày ngu dữ. Và cái hành vi của nó bị chi phối bởi rất nhiều. Các bạn à, vậy thì 2.0 phần thắng thuộc về kẻ hiểu khách hàng. Khách hàng nó cần gì? Nó cần bốn xin, cần thỏa mãn tham, cần gì? Cần chi phí, cần gì? Cần tiện lợi, và cần gì? Cần có hồn. Mày đừng dở cái thứ quảng cáo, mày cứ lên tivi là tao thấy bị xúc phạm chứ mày, vì nó không hay. Các chị à, mà nó cứ cố đẩy lên. Cho nên là đến tivi là bắt đầu con vợ nó rú lên, cả nhà rú lên, tắt đi. Nó vẫn không hiểu. Thấy gì? Thấy chưa? Và ý cuối cùng trước khi các bạn giải làm là cuối giai đoạn 2.0 thì thương mại điện tử xuất hiện, tức là bán hàng qua trực tuyến ấy. Lúc này quá trình thuyết phục khách hàng lại khó thêm một bước để làm tiền đề cho 3.0, cho hành vi 3.0. Lúc này cái hành vi thuyết phục người khách hàng khó thêm một bước nữa. Thấy chưa? Bao nhiêu người bán nó đến một ngày. Do đó họ đòi hỏi bằng chứng rất rõ ràng. Bằng chứng rất rõ ràng. Để ra một quyết định. Tao cần cái bằng chứng đó. Nếu mày bán online cho tao,
Cho nên các con rời đi. Hôm qua một cái con là hoa khôi. Thế ước mơ của em là gì? Dạ ước mơ của em sau này bay bổng lắm này khác. Nhưng hiện tại thì em đang bảo nó là nó nghĩ là nó đẹp như thế, với view vào như thế thì bán cái gì chẳng được. Rất tiếc là đối với thằng khách nó ham hố cái đó thôi. Bây giờ tôi giả sử nó không có ưu thế đó thì giai đoạn một không ai nhảy vào. Nhưng nhảy vào người ta có xuống tiền không thì lại là một chuyện. Mày phải chứng minh được bất cứ cái kiểu gì tao không biết là mày là thằng bán hàng thật, có hàng thật cho tao. Phải chứ ạ? Hàng thật để hiểu là nhu cầu minh bạch của tao, là chi phí chọn gói của tao sẽ phân nhận. Phải chứ ạ? Nếu mày bán cho tao cái thật thì thuật ngữ mới nó xuất hiện, nó gọi là có nghĩa là bán hàng thương mại. Linh hồn bây giờ nó là phải bán cho người ta giá trị thị trường. Và cái chỗ quan trọng nhất là chỗ này là gia tăng. Gia tăng tức là bán cho tao một cái thứ tao tin với một bằng chứng rất cụ thể. Thế bây giờ tao lên tao mua của mày ở Tiki Kỳ. Tao mua được cái này, tao chấp nhận cái giá đó vì tao nhận được tất cả thông tin đó. Nhưng mà tao có tin không thì tao sẽ trả thêm cho mày 10 đồng nữa. Cái gì ạ? So với tất cả mặt hàng khác trên mạng khác, nếu mày cho tao cái lòng tin có minh chứng bằng sự thông thái không ngây ngô của tao, thế thì cái người bán hàng trên mạng họ thu thêm được 10 đồng lòng tin và họ thu thêm được N đồng nhờ doanh số bùng nổ trên lòng tin. Thì cái 10 đồng này này nó gọi là giá trị thị trường, nhưng mà gia tăng so với những thằng online khác. Đấy. Nhưng là cái lũ nó cứ bán hàng, nó cứ hiểu. Nó cứ câu người ta vào xong nó dùng người ta mà nó vẫn bán được thật. Vì dân ngu quá. Trong số ngu đó thì phải đến 1/3 lớp mình. Trong 1/3 lớp mình thì 2/3 là đàn bà, tôi dám khẳng định. Hãy làm nhà tiêu dùng thông thái, đó là câu khẩu hiệu. Mà biểu hiện của thông thái là ta trả thêm cho mày 10.000 đồng một món. Nhưng mày đổi lại cho tao một minh chứng không tin không được. Thế thì nhà bán hàng nó bảo phải đi tìm giá trị gia tăng thị trường đấy mày. Nhưng cái thằng vô học, giá trị gia tăng của thị trường là cái gì? Là cái giá trị mà cho người ta tin. Các chị ạ? Cái này các bố thấy người ta không tin, mày lừa tao lừa mày cá thủ. Và trình độ online là trình độ lừa càng cao càng tốt. Giá thị trường gia tăng thì nó âm hay nó dừng. Tao nói mày nó dừng, nó lột xác mày kể cả cơ bắp luôn. Tao bảo mày. Trường Doanh Nhân PR.